Thì hôm nay mình sẽ làm một cái đoạn video để chia sẻ cho anh em một số những cái công cụ, mấy cái đồ linh tinh mà trước khi mà mình muốn bán hàng online ấy, mình phải chuẩn bị, nhất là việc anh em bán hàng trên Shopee nhé. Thì mình sẽ chia video thành hai phần. Phần 1 này ấy, thì mình sẽ chia sẻ anh em một số cái những cái đồ mà nó kiểu như offline, tức là những cái thiết bị ngoài đời sống mình dùng á, và một cái phần hai đó là phần những cái công cụ online, tức là những cái tool, những cái công cụ, những cái link website đấy mà anh em hay dùng để bán hàng online, khi online nhất là trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee nhá. Thì đầu tiên đó là anh em nên chuẩn bị cho anh SIM nhá. Khi mà anh em bán hàng bên Shopee ấy, thì đăng ký được tài khoản Shopee thì cần phải có SIM. Đây, SIM này. Thì bữa trước mình có giới thiệu cho anh em đó là dùng SIM Việt Nam Mobile, thế nhưng mà thời thế giờ thay đổi rồi. Mình nên dùng SIM Viettel nhé, cho nó dùng nó lâu dài hơn. Thì SIM Viettel này cũng rất là rẻ. Có khoảng tầm 20.000 một cái. 20.000, hơn 20.000 tùy thời điểm. Đấy, thì anh em có thể mình có thể nuôi cái SIM này rất là dễ dàng, nó SIM Viettel mà, và hạn dùng rất là lâu. Tha hồ dùng nhé. Thì đầu tiên đó là SIM. Để mà SIM thì mình sẽ kèm theo một cái đó là điện thoại và khay kích hoạt SIM. Đấy, hai cái này cũng rất là quan trọng, vì mình không thể nào mà cạy SIM ra, cạy SIM vào được. Nếu mà cạy SIM ra, SIM vào, anh em sẽ bị rơi mất cái lõi trong này, và rồi không biết được là cái SIM này nó đang gắn kèm với lại shop nào. Đấy, ví dụ như là đây này, lấy cho anh em xem. Đấy, những cái này này. Đấy, SIM mình sẽ đánh dấu ở đây như này. Đấy, mình giấu như này thì đến lúc rồi sau này mình sẽ biết được là cái SIM này nó đang ở là shop nào, thì nó không bị mất cái lõi trong cái này, mình không cạy ra, mình chỉ cắm vào trong cái điện thoại này để mình kích hoạt thôi nha. Cắm vào trong điện thoại như này để kích hoạt này. Đấy, sẽ, đó, anh em nhiều anh em không biết dùng cái này đấy thì cắm như này. Cái này thì nó kết nối với lại cái khay SIM của mình trong này. Để cạy cho anh em xem. Đấy, nha. Anh em mà mua cái này về của mình về không biết lắp thì xem video này sẽ biết lắp này. Lắp vào xong thì dùng bình thường, nó bật nguồn lên dùng thôi. Thì mục thì mình phải chuẩn bị hai này chuyên để kích hoạt SIM. Nếu anh em làm nhiều anh em nên mua nhiều SIM, còn làm ít thì mua vài cái SIM. Đây là mình đang nói cái chuyện đó là anh em xây dựng shop để bán hàng nhá. Thế còn anh em mà tạo tài khoản giật đơn ảo á, thì không cần. Hiện tại bên mình đang bán với giá là 3.000 đồng. 3.000 đồng, 3.000 đồng ấy nhá, một tài khoản. Rất là rẻ. Thì những cái SIM đấy bọn mình đăng ký nhiều tài khoản nên là nó mới có được cái giá rẻ như vậy thôi. Còn như các bạn mà muốn mua SIM về thì rất là đắt. Riêng SIM Việt Nam Mobile hiện giá hiện tại cũng phải tầm 8 đến 10 nghìn một cái rồi. Và không mua số lượng lớn nên là đặt đơn thì mọi người nên mua tài khoản nó dễ. Thế còn shop thì mọi người nên mua SIM nhé. Khuyến cáo mọi người vậy. Ok, sau khi mà mọi người đã có rồi á, có SIM, có máy kích hoạt rồi, nếu làm nhiều rồi mọi người nên chuẩn bị một cái con điện thoại. Một con điện thoại gì cũng được, Samsung gì gì cũng được. Nhà mình thì có vài rất là nhiều điện thoại này. Đấy. Thế xong thì tại sao phải dùng điện thoại? Bởi vì là ngoài cái việc của các bạn sử dụng máy tính để đăng sản phẩm này kia thì Shopee nó rất là tối ưu cho cái việc mà các bạn dùng điện thoại. Các bạn có thể đăng video bằng điện thoại, chỉnh sửa ảnh bằng điện thoại, thậm chí là kiểm tra đơn hàng rồi các thứ ý đơn hàng bằng điện thoại được. Đối với những cái loại máy in mà có kết nối wifi và bluetooth thì mọi người có thể hoàn toàn có thể in đơn hàng các thứ được, thì rất là tiện lợi cho mọi người, đi đâu cũng thể mang theo được, trả lời khách hàng, tư vấn khách hàng, check đơn, kiểm tra các thứ, thì mọi người nên có một con điện thoại nhé. Tiếp theo là một con máy tính. Mình không mang cái máy tính đây bởi vì mình dùng máy bàn. Đấy, thì mọi người nên có con máy tính để sử dụng các cái tool, những cái công cụ, rồi là những cái phần mềm làm cho tốc độ nó nhanh, xử lý nó nhanh, mà một số các phần mềm này không dùng trên điện thoại được nên bắt buộc bạn nên có cái máy tính, có thể là laptop, có thể là PC, nên sử dụng Windows để có thể cài đặt và sử dụng được nhiều những cái phần mềm hơn nhé. Bên mình có một số những cái điện thoại như này. Đây là iPhone 5 chuyên dùng để đặt đơn ảo, rồi là để làm shop các thứ, đăng video rồi lưu shop vào đây, quản lý shop cho nhanh, đi đâu cũng có thể cầm đi được.
Ok, tiếp theo sau khi mà các bạn đã có những cái đấy rồi, mình lập được shop rồi này, mình có điện thoại, có máy tính để đăng bài rồi này, thì mình sẽ bắt đầu đến khâu tiếp theo, đó là nếu có đơn ấy, thì mình phải chuẩn bị một số gán. Một số bạn bắt đầu bán được hàng có đơn rồi, không biết làm nào để chuẩn bị được. Thì để chuẩn bị đơn hàng, mọi người kích vào nút đó là chuẩn bị hàng, thì nó sẽ in một cái mã, một cái mã vận đơn, có thể là tùy từng hãng, với GNT thì sẽ là mã toàn số, hay còn giao nhanh chẳng hạn thì là mã có cả chữ và số, thì nhìn nó sẽ biết được. Như mình ở nhà mình thì mình hay đóng hàng đây, dùng cái này để đóng hàng này, bằng keo GNT cấp cho đấy. Ngoài ra đối với hàng nhỏ nhặt lặt vặt thì mình sẽ đóng vào phong bì. Đây, phong bì cũng của GNT, nhà mình đã được GNT tài trợ độc quyền đấy. Hoặc là các bạn nên mua một số cái hộp giấy như này rất là rẻ. Hộp giấy này đâu đó chỉ khoảng độ tầm 1-2 nghìn một cái thôi, đóng rất là nhiều cái, nhưng mình bán phụ bì điện thoại nên là đóng cái này rất là hợp nhé. Đấy thì sau khi mà đóng đơn hàng xong thì anh em sẽ viết cái mã mà Shopee nó hiện lên cho mình, cái mã vận đơn lên, xong chuẩn bị một cái bút dạ này để viết to rõ ràng, ok chưa? Nếu mà anh em có điều kiện thì nên mua một cái máy in, nên mua cái máy máy Canon 2900 á, cái máy rất là bền và ít lỗi, cài đặt dễ. Mình cũng đang sử dụng cái máy đấy. Nếu mà các bạn có lượng đơn nhiều, các bạn nên có một cái máy in nhé, in đơn hàng cho sướng, đỡ phải in đơn hàng. Thì in xong mọi người sẽ có tất cả thông tin của đơn hàng, mã vận đơn các thứ ở đấy, các bạn chỉ việc dán lên đây là xong nhé. Thì việc mà in đơn hàng ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều thông tin đây, để mình lấy cho bạn một cái mã cho các bạn xem. Đây, đây là cái mã vận đơn này. In thì mọi người in lên giấy A5 nhé, cho đỡ lãng phí tiền. Chưa? Đây thì nó sẽ có là đơn vị vận chuyển này, mã vận đơn các thứ này, địa chỉ khách hàng này, địa chỉ của mình này. Đấy, rồi là nội dung tên sản phẩm là gì. Đấy, bao nhiêu tiền. Đấy, nó sẽ ra dạng như này. Đấy. Đấy là những cái mà mọi người nên nên có để bắt đầu mình kinh doanh ở trên Shopee nhé. Quan trọng nhất đó là SIM. Mọi người phải có cái SIM đăng ký tài khoản, sau đó mọi người có điện thoại hoặc máy tính. Tiếp theo là có một số cái thiết bị công cụ để mình có thể chuẩn bị hàng tốt hơn. Ok, thì mình làm video này kết thúc đây thôi nhé. Thì ở phần tiếp theo, phần 2, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái tool, những công cụ, tức là những cái liên quan đến việc online. Còn hôm nay là mình vừa nói sơ qua những cái offline mà mình hay sử dụng, hay phải dùng. Ok, bye bye anh em. Thì anh em thấy hay thì nhớ like, chia sẻ, ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu anh em mà thích mình làm những video dạng như này á, không quay phim màn hình máy tính nữa mà bước ra khỏi màn hình đến với thế giới thật như này, thì mọi người nhớ để lại bình luận bên dưới nhé, cho mình biết nhé. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nha. Thank you.